sắc minh na ba ya ma na ba ba ha tất đa ya ba ba ha ma ha tất đa ya ba ba ha tất đa yêu nghề luôn mang ra ya ba ba ha na ra cần chi ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra tâm a mục khê ya Mục khê gia ta bà ha, ta bà ha.
kekayaan tak bang dapatnya. Sodak na nakalam mo takin lut mo imong ari na malokin ngay kapusot na lang daba nam mo na ragan ko kay di mahabang nasa may tapma haatanong yung bang atay di. Bagaimana tabah tak daya, tabah maha tak daya, tabah tak daya ngai kun maksaya, tabah nara kunci, tabah mara nara tabah tak jatuh amuk saya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thường chúc Phật Nhật Tăng huy pháp luân thường truyền, mưa hòa gió thuận quốc thái dân an, gia gia vô cơ cần chi nhiêu, xứ xứ hưởng thái bình chi thuận nhật. Đệ tử chư tôn đức tăng ni ban trì sự Phật giáo tỉnh Đa Ninh Bình, trưởng ban ni thường tòa Thích Thọ Lạc cùng toàn thể chúng đức tăng già, chư vị đại biểu lãnh đạo hòa tỉnh Ninh Bình, nguyện ni thị thánh ngã bí thư trung ương đảng, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình, bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quang, ngã chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, Đinh Văn Điền, ngã chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, cùng chư lãnh đạo đại diện tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành tỉnh Ninh Bình cùng nhân dân thập phương chúng đẳng, kỳ tuyển chư tim chú đồng nhân dân chúng đặng được các bào bình an, tứ thời vô hạn lách chi tai bát tiết hữu trinh tường chi khanh, lại đem công đức tụng kinh này hồi hướng cầu siêu chư vị lịch triều Việt Nam mê quốc vương quần thần, chiến sĩ trận phong đồng bào tử nạn trệ phách cô hồn, được trượng thừa tam bào siêu sinh tịnh độ, phổ nguyện âm siêu dương thịnh pháp giới chúng sinh, tình dự vô tình tề thành Phật đạo. Nam mô Quý
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại chúng, vào giờ này đàn tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh, chư tôn đức và quý vị đại biểu đã tề tựu tại hội trường. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức hòa thượng giáo phẩm, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại chúng, chúng ta trang nghiêm đứng dậy hướng về lễ đài niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa chư vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, kính thưa liệt quý vị, cố đô Đại Việt ngàn năm, núi non trùng điệp khí thiêng muôn đời, kinh đô Việt cổ tự thời, đinh tiên hoàng đế rạng ngời sử sanh. Hòa chung không khí vui mừng phấn khởi của ngày xuân, hướng tới kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1050 năm Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam. Hôm nay tại cố đô Hoa Lư lịch sử, nơi phát tích của ba triều đại Đinh, Tiền, Lê, Lý, với tinh thần uống nước nhớ nguồn, hôm nay ngày 6 tháng 4 năm 2018, nhằm ngày 1 tháng 3 năm Mậu Tuất, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, đồng thời ôn lại lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc, tưởng nhớ công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng đế và các bậc tiền nhân, tiếp tục khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, truyền thống lịch sử trong các thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hy vọng rằng với tâm nguyện cao cả, với tấm lòng thành kính, sự chú nguyện của chư tôn thiền đức tăng già, sự nhiệt huyết của chư vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân được thể hiện qua những bông hoa đăng, truyền qua hơi thở và ánh sáng trí tuệ, nguyện đem công đức này cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đó cũng chính là lý do của đại lễ hoa đăng tối ngày hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội chúng, thay lời ban tổ chức, chúng con xin phép được công bố chương trình lễ hội hoa đăng tối hôm nay như sau. 1. Niệm Phật cầu gia hộ. 2. Tuyên bố lý do thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự. 3. Tuyên đọc diễn văn khai mạc đại lễ. 4. Đọc ý nghĩa hoa đăng. 5. Là nghi thức tụng đại bi thập chú, nguyện hương và chú nguyện ánh sáng. 6. Là nghi thức cung nghinh ánh sáng và truyền đăng. 7. Lời cảm tạ của ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni. Kính thưa chư vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân Phật tử thập phương xa gần. Hôm nay trước lễ đài trang nghiêm thanh tịnh, dưới sự đoàn kết hòa hợp trong ánh hào quang của Đức Phật, trong ý nghĩa duyên sinh vô tận chủ bạn viên dung, thay lời ban tổ chức, chúng con được thành kính cung đón và đê đầu đỉnh lễ chư tôn thiền đức, quý vị quan khách cùng tổng đồng bào Phật tử thập phương xa gần. Thay lời ban tổ chức, về phía giáo hội, chúng con xin được cung kính giới thiệu và đê đầu đỉnh lễ chư tôn đức tăng già, hòa thượng, phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Đàm, xin toàn thể hội chúng nhiệt liệt cung đón. Chúng con thành kính giới thiệu thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, trưởng Ban Tổ chức đại lễ.
Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Tình, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Chư Tôn Đức Thượng tọa Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Chư Tôn Đức Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Chư Tôn Đức các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Về phía chư vị đại biểu giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi xin được trân trọng chào mừng và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi xin được trân trọng chào mừng và giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi xin được trân trọng chào mừng và giới thiệu ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về tham dự đại lễ ngày hôm nay. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng chào mừng và giới thiệu sự hiện diện của quý vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình. Xin toàn thể đạo tràng nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị. Về phía huyện Hoa Lư, thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Sĩ Chí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hoa Lư. Xin được trân trọng giới thiệu quý vị lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban huyện Hoa Lư, các quý vị lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Xin được trân trọng chào mừng và giới thiệu chung. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về tham dự buổi lễ ngày hôm nay còn các quý vị có sự hiện diện của các quý vị đạo hữu Phật tử thập phương xa gần trong tỉnh và ngoài tỉnh cũng về tham dự đại lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu về tham dự buổi lễ ngày hôm nay còn các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Bình về tham dự đưa tin. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của toàn thể quý vị trong đại lễ ngày hôm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, ai là con cháu dòng tiên nhớ ngày lễ hội Trường Yên thì về. Lễ hội Hoa Đăng là nghi thức tâm linh thiêng liêng của Phật giáo với ý nghĩa cao cả, đem ánh sáng tối thượng của mười phương chư Phật soi chiếu vào dòng đời, vào lòng vạn pháp, giải rắc tâm từ, mở lòng trong sạch cho nhân gian, truyền trao trí tuệ để từ đó con người yêu thương nhau hơn, biết nương vào chính pháp để tu tập. Ánh sáng trí tuệ của niềm tin như lan tỏa khắp muôn nơi từ đây. Ánh sáng từ bi và trí tuệ sẽ tới với tất cả chúng ta trong khắp hành tinh này. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thành kính và cung thỉnh Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ hội lên khai mạc buổi lễ. Chúng con thành kính cung thỉnh. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa anh linh Đức Tiên Đinh Tiên Hoàng Đế cùng chư vị Thánh Đế Vương, kính bạch trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Đức Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính thưa bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình,
Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa chư vị đại biểu khách quý, đồng bào Phật tử và nhân dân, hôm nay trên mảnh đất cố đô Hoa Lư ngàn năm văn hiến, nơi mà cách đây 1050 năm Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh đã xưng đế và đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt và lấy niên hiệu là Thái Bình. Kể từ đó, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên tại Việt Nam đã ra đời với đủ triều nghi, phẩm phục, quân đội hùng mạnh và pháp chế nghiêm minh. Hòa chung không khí hoan hỷ của đại đế kỷ niệm ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế và 1050 năm nhà nước Đại Cổ Việt ra đời, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức đại lễ cầu quốc thái dân an và lễ hội Hoa Đăng năm 2018. Qua đây để chúng ta thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn và tri ân công lao to lớn đến chư vị tiên đế vương và các bậc tiền bối hữu công trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ. Đồng thời cầu nguyện cho quốc thái, dân an, mưa thuận, gió hòa, nhân khang và vật thịnh. Giờ này, trước Phật đài khói hương quyền tòa, hàng ngàn hoa đăng đang lung linh tỏa sáng, ánh sáng của trí tuệ và tình thương yêu đang được lan tỏa khắp muôn nơi. Chúng ta hãy nguyện đoàn kết một lòng để xây dựng và gìn giữ giang sơn ngấm vóc Việt Nam ngày càng hùng cường, tráng lệ như lời Bác Hồ đã từng dạy: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Chúng ta cũng thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật bờ cõi được ổn yên, trời Nam đất Việt được đời đời bền vững, con lạc cháu hồng luôn mãi mãi vinh quang, quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh. Trong giờ phút trang nghiêm và trọng thể này, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội Hoa Đăng cầu quốc thái dân an. Cuối cùng, xin kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni, chư vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân và Phật tử được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Chúc buổi lễ Hoa Đăng đêm hôm nay được thành công viên mãn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, các đại chứng minh. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội chúng. Để hiểu thêm về ý nghĩa lễ hội Hoa Đăng, vào giờ này, thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính giới thiệu và trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nên đọc ý nghĩa Hoa Đăng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa chư vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể tín đồ Phật tử và nhân dân xa gần. Lễ hội Hoa Đăng cầu nguyện quốc thái dân an là một nghi thức quốc gia có từ thời Lý, do đích thân nhà vua chủ trì. Thời ấy với tên gọi là lễ đèn quảng chiếu, triều đình nhà Lý đã ý thức việc đưa ánh sáng Phật Pháp đến khắp muôn nơi nhằm tôn vinh hình ảnh an lạc, thanh bình của quốc gia và dân tộc. Sách An Nam Chí Lược trong phần miêu tả về phần phong tục của người Việt Lê Tắc có viết: đêm Nguyên Tiêu trồng những cây đèn ở giữa sân rộng gọi là đèn quảng chiếu, thắp đến mấy vạn ngọn sáng rực cả trên trời dưới đất. Thầy tu đi quanh tụng kinh niệm Phật, các quan liêu lễ bái gọi là chầu đèn. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng chép: năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 7 1126 mùa xuân tháng Giêng,
mở hội đèn quảng chiếu 7 ngày 7 đêm, tha người có tội ở phủ đô hộ xuống chiếu cho sứ thần của Chiêm Thành đến xem. Qua sử sách nêu trên, chúng ta thấy lễ hội đèn quảng chiếu không chỉ tạo ra mối liên hệ gần gũi giữa triều đình và nhân dân qua các sinh hoạt văn hóa tâm linh, mà còn tỏ rõ vị thế văn hóa của một quốc gia đang khẳng định mạnh mẽ nền độc lập, tự chủ. Tiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp ấy của tổ tiên, trong giờ phút trang nghiêm này, chúng ta vui mừng cung đón nguồn ánh sáng tâm linh tràn đầy từ bi trí tuệ để sống trọn vẹn lòng mình với Phật Pháp, với đất nước và quê hương. Chư thiên hoan hỷ, mọi loài chúng sinh thấy ánh sáng này đều phát tâm Bồ Đề, cùng lắng lòng nghe pháp âm màu nhiệm của Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, có bốn loại ánh sáng rực rỡ: ánh sáng rực rỡ của mặt trăng, ánh sáng rực rỡ của mặt trời, ánh sáng rực rỡ của lửa và ánh sáng rực rỡ của trí tuệ. Trải qua hàng ngàn năm, dân tộc ta đã theo ánh sáng trí tuệ đó bước ra khỏi bóng tối của khổ đau, nô lệ và hận thù, để tiếng hát em thơ vang vọng khắp nơi nơi, để tiếng mõ lời kinh kết nối tình huynh đệ, nghĩa đồng bào trong những đêm dài khắc nghiệt. Bằng tất cả lòng thành kính, chúng ta hãy cùng thắp sáng ngọn lửa của tình thương, ngọn lửa của trí tuệ, ngọn lửa của sự khoan dung, ngưỡng mong Đức Thích Ca từ phụ thủy từ chứng giám. Thế giới còn đó những xung đột bạo động, chiến tranh, môi trường đang từng ngày bị hủy hoại, không ít người lâm vào cảnh nghèo đói, bệnh tật, trẻ em không được học hành. Bấy nhiêu đã đủ những khổ đau bất hạnh để chúng ta khởi lòng trắc ẩn, nguyện cầu sự bình an vô hại đến với mọi loài, để người người được thể hiện lòng thanh tịnh và sự tử tế đối với nhau. Hàng ngàn hoa đăng đang được thắp lên, mọi nẻo quê hương tan dần những u tối của cuồng si. Đức Phật xuất hiện trên những hoa đăng của ánh sáng trí tuệ. Từ lễ đài trang nghiêm rực sáng với muôn lòng hòa hợp của người con Phật hôm nay, nguyện xin ánh sáng từ quang của Đức Phật soi chiếu khắp nơi nơi, để xứ sở non sông nước Việt ngày một được thanh bình thịnh vượng. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa liệt quý vị, ánh sáng từ bi trí tuệ đang lan tỏa, xin hãy nối truyền ánh sáng này trên khắp nẻo quê hương bằng ý nghĩ, hành động và lời nói yêu thương. Nâng ngọn đăng trên tay, nâng ngọn đèn trí tuệ, chúng con xin cầu nguyện quốc thái và dân an, mưa thuận cùng gió hòa, nhân dân đều an lạc. Nam mô vô tận đăng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân công đức của Thượng Tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội chúng. Dâng hương lễ Phật phút thần tiên, đốt nén hương thơm nghiệm nghĩa thiền, thoảng tiếng chuông ngân miền pháp lạc, cúi đầu đỉnh lễ nhẹ trần duyên. Giờ đây trong không khí linh thiêng, trang nghiêm và thanh tịnh, nghi thức lễ niêm hương bạch Phật chú nguyện ánh sáng được cử hành. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, thành kính cung thỉnh Hòa thượng Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức Thượng tọa Trưởng ban Trị sự, chư tôn đức Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thanh, trân trọng kính mời ông Đinh Văn Điến, trân trọng kính mời ông Trần Hồng Quảng, trân trọng kính mời ông Tống Quang Thìn đại diện cho các quý vị lãnh đạo của tỉnh đối trước đàn tràng để cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật. Công kính chư tôn đức và quý vị đại biểu toàn thể đạo tràng, chúng ta khởi thân đứng dậy hướng về tam bảo.
nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chi tu học vững bền, xa bề khổ sông mê trong quay về bờ giác. Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy chọn một niệm dẫn sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan thán ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sinh tinh thường bằng lòng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu vĩ đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quy. Chí tâm ma đình à lê á nam ma mô a thập ma phương a thường a chú tam bảo. Chí tâm ma đình à lê nam ma mô a thập ma phương a thường a chú chế á tâm ma đình à lễ nam ma mô a thập ma phương a thường a chú tam bảo. Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Đường Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Đường Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhân Vô Ngài Đại Bi Công Đà La Ni Nam Mô Hân La Đất La 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 Ra Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Thức Phát La Ra Bồ Đề Đế Thất Phật La Lăng Đà Bà Nam Mô Na La Cẩn Chỉ Hê Lì Ma Phật Đà Sa Phật La 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 Phật Ma La Mục Đề Đề Đi Hê Đi Hê Thất Na Thất Na La Sâm Phật La Sa Lời Phật Sa Phật Sâm Phật La Sa La Hồ Lô Hồ Lô Sa La Thân Mì Thân Mì Tô Lô Tô Lô Bồ Đề Đà Bồ Đề Đà Bồ Đà Đà Bồ Đà Đà Đi Đế Đi Đà Na Chỉ địa thì sắp ni na ba da ma na sa ba ha tất da na sa ba ha ma ha tất da na sa ba ha ta tất da na sa ba ha ba da ma e tất da na sa ba ha na la phần chi phần da la da sa ba ha ma ba li phan kiết la da sa tư ni công công tất thì sắc thủ thường hỏi đi bình về hôn sinh phong duyên lo đi bình về Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.